Chào các em, hôm nay chúng ta học bài cuối cùng của loạt bài nhị thức Newton. Thầy đã cố gắng trình bày cho các em hầu như trọn vẹn được cái phần nhị thức Newton. Sở dĩ mà thầy muốn đào sâu và rộng cho cái phần nhị thức Newton bởi vì đây nó là một cái phần mà khá quan trọng, nó đóng vào cái vị trí quan trọng trong cái đề thi đại học của sắp tới của chúng ta. Cho nên hôm nay là bài cuối thì thầy cũng có ý là thầy tổng kết lại tất cả những cái phần trước đó thầy giảng cho các em. Từng phần một mà thầy nói một cách vắn tắt thôi, nói về cái hướng đi thôi. Thế rồi sau đó thì các em muốn có một cái tổng quan hơn, một cái nhìn tổng quát hơn về cái nhị thức Newton thì các em có thể theo dõi ở cái trang web htv.com.vn để mà chúng ta theo dõi lại tất cả một cái kiến thức của cái nhị thức Newton. Các em chịu khó một chút bởi vì đây là một trong những cái kiến thức thuộc loại trọng tâm trong chương trình thi cử đại học sắp tới đây của chúng ta. Thế bây giờ thì thầy cũng muốn nhắc lại cho các em những cái điều mà trước đó thầy đã nói một cách tổng quát thôi, một cách đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta xem nhé. Thầy trình bày cho các em tổng cộng là có 5 dạng. Thế thì cái dạng thứ nhất của chúng ta như thế này. Đó là tìm hệ số của số hạng thứ k cộng 1 trong khai triển A cộng B lũy thừa N. Thế thì trong cái dạng 1 này chúng ta chú ý số hạng thứ k cộng 1 trong khai triển A cộng B lũy thừa N đó là C. Ở đây lũy thừa N thì ở dưới này sẽ là số N. Thứ k cộng 1 thì ta bớt đi một đơn vị, có nghĩa là ở trên này của chúng ta là k. Rồi ở đây A nhỏ chúng ta viết lại. Và cái A này mang lũy thừa số dưới, tức là N, trừ cho số trên, nghĩa là trừ K. Rồi B chúng ta viết lại xuống dưới này. Và B mang lũy thừa số ở trên, đó là B lũy thừa K. Nếu như bây giờ chúng ta thay cái dấu cộng bởi cái dấu trừ, thầy xóa dấu cộng, phải thay bởi dấu trừ, thì đằng trước này của chúng ta sẽ thêm số trừ 1 lũy thừa của cái số ở trên, tức là ở đây là lũy thừa K. Đây là cái dạng số 1, tương đối là cái dạng cơ bản trong cái nhị thức Newton của chúng ta. Mà cái này thì cũng dễ, không khó. Chúng ta có thể xem cái trang web như vừa rồi thầy mới giới thiệu cho các em. Thế bây giờ chúng ta sang đến cái dạng toán số 2. Đó là cái dạng mà đi tìm hệ số của số hạng nào đó trong cái khai triển của hai nhị thức A cộng B, A cộng hoặc trừ B lũy thừa N nhân cho C cộng trừ D tất cả lũy thừa M. Thế thì cái cách mà chúng ta làm thì chúng ta khai triển một cách tượng trưng thôi. Thì thầy lấy ví dụ để thầy dễ nói. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn khai triển 3 cộng 5X bình phương tất cả lũy thừa 20 thì chúng ta khai triển một cách tượng trưng như sau. Ta thấy rằng lũy thừa của X khi ta khai triển ra thì nó có dạng sau đây. Đầu tiên sẽ là x lũy thừa 0. Sau đó chúng ta tăng thêm 2 đơn vị ở đây bởi vì là x bình. Cho nên ta tăng thêm 2 đơn vị. Từ x lũy thừa 0 tăng thêm 2 thì ta được x bình phương. Thế rồi tăng thêm nữa thì chúng ta được là x lũy thừa 4. 2 cộng 2 là 4. Vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta, số lớn nhất của chúng ta, lũy thừa lớn nhất của chúng ta, đó là x lũy thừa 2 tất cả lũy thừa 20. Đó là nghĩa là x lũy thừa 40. Ta thấy một ví dụ nữa, chẳng hạn như bây giờ chúng ta có 1 trừ 2x lũy thừa 3, tất cả lũy thừa 10, cũng thế. Vậy thì trong khi khai triển ra chúng ta thấy x của chúng ta mang cái lũy thừa sau đây. Đầu tiên là x lũy thừa 0, sau đó chúng ta tăng thêm 3 đơn vị. Vậy lũy thừa 0 thì kế tiếp đó là x lũy thừa 3, kế tiếp đó nữa là x lũy thừa 6, 3 cộng 3 là 6, vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta đó là x lũy thừa 3 nhân 10, tức là x lũy thừa 30. Sau đó thì chúng ta làm cái công việc là chúng ta nhân hai cái nhị thức này lại với nhau. Thì khi đó thì chúng ta nhân vào, chúng ta nhân hàng ở trên cho cái hàng ở dưới và lấy ra cái hệ số mà theo như yêu cầu của bài toán đặt ra. Bây giờ chúng ta học đến cái dạng số 3 trước đó. Thầy nhắc lại cái dạng số 3. Đó là đi tìm hệ số của cái số hạng nào đó trong cái khai triển A cộng B
cộng C, tất cả lũy thừa N. Thế thì chúng ta quan sát ở đây chúng ta chỉ học nhị thức thôi, tức là cùng hai biểu thức cộng lại. Ở đây đề bài cho tới 3, đó là A, B, C. Như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này như sau. Các em sẽ đóng ngoặc lại, thầy viết lại A cộng B cộng C lũy thừa N. Các em đóng ngoặc tùy mình đóng ngoặc lại. Ví dụ chúng ta có thể đóng ngoặc A cộng B lại, hoặc chúng ta có thể đóng cái ngoặc B và C lại. Thế thì trong cái dạng số 3, trong ví dụ của những bài học trước, thì thầy có dạy cho các em cái kinh nghiệm đóng ngoặc, đó là chúng ta nên để cái hệ số mà mang cái lũy thừa lớn nhất để ra ngoài, để riêng ra. Còn lại cái phần trong thì chúng ta đóng ngoặc. Sau khi đóng ngoặc xong thì các em lại khai triển cái nhị thức Newton một cách bình thường, và từ đó chúng ta nhận ra được cái hệ số, cái lũy thừa cần tìm của cái yêu cầu bài toán. Chúng ta có thể xem lại cái bài, những ví dụ trước đó. Ở đây thì thầy chỉ nhắc lại lý thuyết thôi. Bây giờ chúng ta trước đó đã học đến cái dạng số 4 như sau. Đó là đi tìm hệ số lớn nhất trong khai triển A cộng BX lũy thừa N. Thầy giả sử rằng A cộng BX lũy thừa N, chúng ta khai triển ra được A0 cộng A1X cộng A2X bình phương cộng vân vân cộng cho đến ANX lũy thừa N. Vấn đề đặt ra của chúng ta là đi tìm từ A1 cho đến AN thì số nào lớn nhất. Thế thì cái cách làm như sau. Chúng ta giả sử AK là cái hệ số lớn nhất. Như vậy thì chúng ta thấy AK của chúng ta lớn nhất, cho nên AK của chúng ta nó phải lớn hơn cái hệ số đứng trước đó, tức là lớn hơn AK trừ 1. Và tương tự như vậy, AK là hệ số lớn nhất, do thế mà AK cũng phải lớn hơn ít nhất là cái hệ số đứng trước đó, đứng sau nó, tức là AK cộng 1. Từ cái hệ bất phương trình này, chúng ta tìm cách để chúng ta giải, và chúng ta sẽ tìm ra được, xác định được cái hệ số K của chúng ta. Và trong này thì bài học trước thầy có cái chú ý là đó là cái AK của chúng ta được tính như thế nào. Để chúng ta tính như sau. Bằng C, ở đây lũy thừa N thì ở dưới này chúng ta sẽ là lũy thừa N. Ở đây AK thì ở trên sẽ là số K. Ở đây chữ A nhỏ là hệ số, thầy đem xuống. A nhỏ mang lũy thừa số dưới trừ số trên, cụ thể ở đây là N trừ K. Và hệ số B này thầy đem xuống đây, và B mang lũy thừa số ở trên, đó là lũy thừa K. Đấy. Tuần vừa rồi thì chúng ta đã giải quyết ngọn ngành cái dạng số 4, và thầy đang làm cái dạng số 5, chỉ mới được có một ví dụ. Thì nhân tiện đây cũng nhắc lại một chút về cái lý thuyết của cái dạng số 5. Dạng số 5 tiếp nối của cái tuần trước, đó là cái dạng mà chúng ta phải đi tính tổng của một cái tổ hợp nào đó. Đó là cái việc tính tổng. Đó là thầy nhắc lại cho nghe. Thế thì chúng ta khai triển cái A cộng B lũy thừa N, và khai triển theo kiểu sau đây. Chúng ta có bắt đầu từ CN chập không. Và thay vì ở đây A và B thường ta viết đằng sau chữ C, nhưng bây giờ khi mà chúng ta tính tổng thì người ta có thói quen viết cái chữ A và B đằng trước chữ C. Thế thì ở đây cụ thể A mang lũy thừa gì? Số dưới trừ số trên, tức là lũy thừa N. Và B lũy thừa không thì coi như bằng 1, thầy không ghi nữa. Rồi cộng tiếp cho CN chập 0 thì tiếp theo đó là CN chập 1. Và AB chúng ta cũng có thói quen viết đằng trước chữ C. Đó là A lũy thừa số dưới trừ số trên, tức là N trừ cho 1. B mang lũy thừa số trên là B lũy thừa 1, nghĩa là bằng B. Vân vân, cho đến ví dụ CN chập 2 thì trước đó là gì? A lũy thừa số dưới trừ số trên, N trừ cho 2. B mang lũy thừa số trên, tức là B bình phương. Vân vân, cho đến số cuối cùng của chúng ta, đó là CN chập N, và A lũy thừa dưới trừ trên, tức là A lũy thừa 0, bằng 1, thầy không ghi. B mang lũy thừa trên, tức là B lũy thừa N. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chọn A và B một cách thích hợp với yêu cầu bài toán. Chọn như thế nào để phục vụ cho cái yêu cầu bài toán? Mà tuần trước thì thầy có nói với các em, đó là thường thì chúng ta sẽ chọn A của chúng ta bằng 1 và B bằng X.
hoặc ngược lại chúng ta sẽ chọn A bằng X và B bằng 1. Thế bây giờ chúng ta sẽ có cái ví dụ số 2. Ví dụ số 1 thì tuần cái bài học trước là thầy đã trình bày rồi. Thế bây giờ ta quan sát ví dụ số 2. Chẳng hạn, tính S bằng CN là chập 0 trừ 1 phần 3 CN là chập 1 cộng 1 chia 3 bình phương CN là chập 2 trừ vân vân cho đến cộng cho trừ 1 lũy thừa N nhân 1 chia 3 lũy thừa N CN là chập N. Như vậy thì chúng ta quan sát cái số hạng tổng quát của chúng ta bây giờ, chúng ta thấy nó nằm ở phía dưới này đây, phần duy cùng. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ khai triển như thế nào? Số hạng tổng quát nằm sau, thì ở đây chúng ta sẽ cho chữ x cũng nằm sau, tức là ta chọn B bằng x, và như thế A của chúng ta sẽ là 1. Và ở đây quy luật dấu thì chúng ta thấy hết cộng rồi đến trừ, cộng trừ, cho nên ở đây các em sẽ khai triển bởi dấu trừ. Và ở đây là ta nhìn vào cái C của cái số ở dưới, chúng ta thấy ở đây là N. Thì ở đây chúng ta sẽ khai triển tới lũy thừa N. Và khai triển ra giống như vừa rồi thì chúng ta có được bằng, đầu tiên là CN là chập 0, 1 lũy thừa N bằng 1, thôi cho thầy không ghi, rồi x lũy thừa 0 cũng bằng 1. Như vậy thì cộng, rồi bây giờ dấu trừ ở đây thì nguyên tắc dấu của nó là cộng trừ xen kẽ. Như vậy cộng sau đó chúng ta tiếp nối là trừ. Trừ cho CN là chập 1, vậy thì trước đó là chữ gì? X lũy thừa mang số trên, nghĩa là x lũy thừa 1. Thế thì chúng ta quan sát ở trong đề bài cho tới CN là chập 2, cho nên ở đây chúng ta sẽ khai triển cho tới CN là chập 2. Chúng ta dấu của nó thì đến dấu trừ rồi, để sắp tới đây thì đến dấu cộng đây. Rồi CN là chập 2, x mang lũy thừa số ở trên, tức là x bình. Cộng rồi tiếp nối đó là trừ, vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta sẽ là cộng cho trừ 1 lũy thừa N, CN là chập N, và ở đây là x mang lũy thừa số trên, tức là x lũy thừa N. Rồi bây giờ thì chúng ta lại quan sát tiếp. Đây là số hạng 1 chia N 3 lũy thừa N. Chúng ta xem thử coi làm sao để chọn cái giá trị x này nó phù hợp với lại đề bài, tức là chọn x như thế nào để ta có x lũy thừa N bằng với 1 chia 3 lũy thừa N. Thì quá dễ, chúng ta thấy ngay, ta chọn ngay x bằng 1 phần 3, thay vào đây được 1 phần 3 lũy thừa N ra đúng cái yêu cầu bài toán. Thế thì như vậy ta có được x 1 phần 3, ta thế vào chỗ 1 trừ x lũy thừa N thì ta được bao nhiêu? X được thay bằng 1 phần 3 vào đây. Vậy thì 1 trừ cho 1 phần 3 rút gọn lại, chúng ta được 2 lũy thừa 2 phần 3. Và chúng ta lại tiếp tục thế vào vế phải, thì ở đây ta có CN là chập 0 trừ cho, với x bằng 1 phần 3 thay vào đây chúng ta được 1 phần 3 CN là chập 1 viết lại, cộng cho x được thế bằng 1 phần 3 vào chỗ này thì các em được 1 chia 3 lũy thừa 2 CN là chập 2 viết lại, trừ chúng ta viết lại cộng vân vân cho đến cộng cho trừ 1 lũy thừa N. Ở đây thế vào đây được 1 chia 3 lũy thừa N CN chập N. Ở đây thầy thiếu cái chữ N là nhỏ, nó bị mờ chỗ này nhé. Trừ 1 lũy thừa N. Như vậy thì ta thấy rằng cả cái chỗ này của chúng ta nó chính là S. Do đó chúng ta có được giá trị S bằng bao nhiêu? 2 phần 3 tất cả lũy thừa N. Và đây là đáp số của bài toán. Như vậy thì qua cái ví dụ số 2 các em này, các em quan sát các em thấy được điều gì? Nếu như giả thiết cho cái số hạng tổng quát nằm ở cuối, thì cái chữ x của chúng ta sẽ được chọn là B. Còn nếu mà cái số hạng tổng quát của đề bài cho ngay ở cái đầu tiên, thì các em lại ngược lại, các em đẩy cái chữ x ở đằng trước, nghĩa là chúng ta sẽ chọn A bằng X, B bằng 1. Còn quy luật dấu thì nếu toàn bộ nhìn vào thấy toàn dấu cộng không thì đương nhiên chúng ta cũng khai triển là dấu cộng thôi. Còn nếu quy luật dấu là cộng trừ xen kẽ thì chúng ta sẽ khai triển là dấu trừ. Và nhìn cái số ở dưới để chúng ta biết được rằng chúng ta khai triển theo cái lũy thừa nào. Chữ C nhìn vào cái số ở dưới
Chẳng hạn CN thì ta khai triển theo lũy thừa N nhé. Thế bây giờ quan sát tiếp ví dụ số 3 là cái ví dụ mà thầy cũng mang cái tư tưởng mà vừa rồi thầy nói. Đó là đề thi đại học năm 2007 khối B thầy trích ra. Tìm hệ số của x lũy thứ 10 trong khai triển 2 cộng x tất cả lũy thừa N. Biết 3 lũy thừa N CN chập 0 trừ 3 lũy thừa N trừ 1 CN chập 1 cộng 3 lũy thừa N trừ 2 CN chập 2 trừ vân vân cho đến cộng trừ 1 lũy thừa N CN chập N bằng 2048. Bây giờ chúng ta nhìn xem thử cái số hạng tổng quát của chúng ta nó nằm ở đâu, có nằm ở dưới hay nằm ở trên các em? Nằm ở trên. Đây, 3 lũy thừa N. Như vậy thì chúng ta sẽ khai triển cái nhị thức nào đây? Vừa rồi cái hệ số tổng quát nằm ở dưới thì ta cho x nằm ở sau. Bây giờ cái số hạng tổng quát lại nằm ở đầu. Như vậy chúng ta sẽ cho chữ x nằm đằng trước. Đó, cái cách thức để chúng ta thấy. Như vậy thì đương nhiên số 1 phải nằm đằng sau. Và quy luật dấu cũng lại mang cộng trừ, cho nên chúng ta sẽ khai triển ở đây là dấu trừ. Và ta mang cái lũy thừa của cái số ở dưới này, số dưới là N, cho nên chúng ta sẽ khai triển lũy thừa N ra. Và khai triển ra thì giống như cái vừa rồi thôi. Thế thì bằng cái gì? CN là chập 0, x mang lũy thừa số dưới trừ số trên, tức là x lũy thừa N. Rồi cộng rồi đến trừ. CN là chập 0, tiếp nối đó là CN là chập 1. Mang x lũy thừa N trừ 1. Đó, số dưới trừ số trên. Rồi ở đây quan sát thì đề bài cho tới CN là chập 2, cho nên thầy viết tiếp trừ, tiếp theo là cộng. CN là chập 1 rồi tiếp tục CN là chập 2. Cũng thế, x mang lũy thừa số dưới trừ số trên, tức là x lũy thừa N là trừ 2. Vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta là trừ 1 lũy thừa N CN chập N x lũy thừa số dưới trừ số trên, tức là N trừ N. Mà N trừ N thì bằng 0, tức là x lũy thừa 0 thì bằng 1 đấy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta lại quan sát tiếp. Vậy thì bây giờ ở đây số hạng tổng quát giả thiết cho là 3 lũy thừa N. Thế thì vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ đi chọn cái x này là bao nhiêu. Quá dễ, chọn x bằng 3, thay vào chỗ này được 3 lũy thừa N, phù hợp với yêu cầu bài toán. Như vậy chúng ta sẽ chọn với giá trị x bằng 3, thế vào vế trái rồi tiếp tục thế vào vế phải. Thầy thế vào vế trái nhé. Như vậy thì được bao nhiêu? 3 trừ 1 bằng 2 lũy thừa N, viết là bằng. Với x bằng 3 thay vào đây, chúng ta được 3 lũy thừa N CN chập 0, viết lại trừ, chúng ta viết lại. Thế x bằng 3 chỗ này chúng ta được 3 lũy thừa N trừ 1 CN chập 1, viết lại. Chỗ này cộng, viết lại. Thế x bằng 3 vào đây được 3 lũy thừa N trừ 2 CN chập 2, viết lại chỗ này trừ, viết lại chỗ này, vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta là cộng cho trừ 1 lũy thừa N. Và chỗ này thì nó bằng 1 mà nãy thầy mới phân tích rồi. Vậy thì nó chỉ còn lại là CN chập N thôi. Và quan sát thì rõ ràng cái vế phải của chúng ta này các em, nó y như đề bài này các em. Mà đề bài cho cả cái vế phải này của chúng ta bằng bao nhiêu? 2048. Lấy máy tính xem, bên trái của chúng ta là 2 lũy thừa N. Vậy thì 2048 ta thể hiện đó là 2 lũy thừa 11. Để chúng ta giải một cái phương trình rất dễ, đó là 2 lũy thừa N bằng 2 lũy thừa 11, nghĩa là N của chúng ta bằng 11. Vậy thì với cái giả thiết cho cả cái tổng này bằng 2048, ta tìm ra được N bằng 11. Có N bằng 11 rồi thì ta thế vào đây. Thầy bôi cái chữ N này đi, thầy thay nó bằng cái số 11 ngay chỗ này. Vậy vấn đề đặt ra quá dễ, nó trở lại cái dạng số 1. Nó trở lại cái vấn đề số 1 mà vừa rồi thầy mới nhắc. Đó là tìm hệ số của x lũy thừa 10 trong khai triển 2 cộng x tất cả lũy thừa 11. Thế thì bây giờ ta xem thử coi cái số hạng chứa x lũy thừa 10 trước, rồi từ cái số hạng đó ta suy ra được cái hệ số sau. Cho nên trước hết thầy đi tìm số hạng chứa x lũy thừa 10 trước,
đó là bao nhiêu? C, 11 ở đây viết lại. Còn chập mấy ta chưa biết. Số 2 thầy viết lại ở đây. Đó. Rồi ở đây chữ x thầy viết lại ở đây. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta cần là cần x lũy thừa 10. Như vậy ở đây phải mang lũy thừa 10. Mà nếu chỗ này là lũy thừa 10 thì ở đây phải là chập 10. Mà nếu chập 10 ở đây thì 2 mang lũy thừa số dưới trừ số trên, 11 trừ 10 được là 1. Mà đề bài yêu cầu tìm hệ số, cho nên chúng ta chỉ cần bỏ cái chữ x này đi thì chúng ta có được đây là hệ số của x lũy thừa 10 và đây chính là đáp số của bài toán. Đó. Thế thì có thể là trong một cái, qua cái ví dụ số 3 thì chúng ta thấy có thể rằng là trong một cái bài toán chúng ta gặp phải một lúc hai dạng gộp lại với nhau. Đó. Từng có thể hai dạng gộp lại với nhau thành một bài toán lớn như đề thi đại học 2007 khối B chúng ta vừa mới xét. Thế không các em? Cho nên là nhớ chúng ta coi lại kỹ lưỡng từ cái dạng 1 cho đến dạng 5 để chúng ta giải quyết một cái bài toán cho nó gọn. Bây giờ thì quan sát tiếp một cái ví dụ số 4 là cái ví dụ mà nó lại mang một cái hình ảnh khác, nó khác với lại hai cái ví dụ vừa rồi thầy xét, và chúng ta thấy cái quy luật của cái số ở trên nó không liên tục. Bây giờ trước khi qua cái ví dụ tiếp theo là thầy muốn cho lại các em xem lại cái đề của cái ví dụ mà chúng ta vừa xét ở cái số phía trên. Các em quan sát trên màn hình các em thấy nè, số ở trên ở ví dụ số 3 các em thấy nó rất là liên tục, 0, 1, 2, 3, 4, 5 cho đến n. Đó, số rất liên tục nhé. Mà ở đây n thì dưới, ở dưới là n, ở trên cũng là n. Bây giờ quan sát ví dụ thứ tư. Thầy cho như sau. Đó là cái đề thầy trích ra từ đề đại học năm 2008 khối D. Các em quan sát thì chúng ta thấy nè, số ở trên không liên tục, nó là số 1. Lẽ ra phải là số 2 nhưng không, nó cách nhau bởi một đơn vị, nó tăng lên 3. Như vậy nếu 3 rồi tiếp theo đó nó phải là mấy? 5. Tiếp theo đó phải là mấy? 7. Và đến cái số cuối cùng đó là 2n trừ 1. Đương nhiên ở trên là số lẻ 1, 3 thì số 2n trừ 1 là số lẻ đấy. Thế thì cái cách chúng ta giải quyết như sau. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu khai triển bằng cái nhị thức 1 cộng x. Số ở dưới của chúng ta bây giờ là 2n. Như vậy ở đây chúng ta phải khai triển ở lũy thừa 2n. Và cái cách công thức khai triển giống như những ví dụ trước. Vậy thì bằng đầu tiên là C2N là chập 0. Rồi cộng tiếp cho C2N là chập 1 thì trước đó là x lũy thừa 1. Cộng tiếp cho, ở đây chúng ta quan sát tới C2N là chập 3, cho nên đến C2N là chập 3 hãy dừng lại để chấm chấm. Rồi cộng tiếp cho cái gì nữa? C2N chập 2 trước đó là x mang lũy thừa số trên, đó là x bình phương. Thêm một chỗ nữa, đó là C2N là chập 3 x lũy thừa mang số trên, đó là số 3, để phù hợp với C2N chập 3 của đề bài. Rồi sau đó chúng ta cộng vân vân cho đến số cuối cùng của chúng ta là gì? C2N chập 2N trừ 1. Thế thì đây là cái số của đề bài nó cho tới đây, thì ta phải dừng lại ở đây. Vậy thì ở đây x mang lũy thừa dưới trừ trên 2N, phải không? Trừ cho 2N trừ 1 thì còn lại là bao nhiêu? Bằng số lý thừa ở trên là 2N trừ 1, đúng không? Rồi, cộng tiếp cho. Vậy thì cuối cùng của nó là bao nhiêu? C2N chập 2N, x mang lũy thừa số ở trên là mấy? Là 2N. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao để chỉ còn lại giữ lại 1, 3, 5, 7, tức là chỉ giữ lại những số lẻ 1, 3, đến cuối cùng là 2N trừ 1 bằng cách sau đây. Chúng ta sẽ chọn hai cái giá trị x trái giống nhau, đối nhau. Thế thì ở đây quan sát cái hệ số đằng trước của chúng ta là 1, 1, 1. Như vậy thì ta sẽ chọn những cái giá trị x nào để nó phù hợp với lại cái số 1 của đề bài và chọn đối nhau. Như vậy thì thầy sẽ chọn x bằng 1. Rồi sau đó thầy lại tiếp tục chọn x bằng trừ 1, hai số đối nhau mà. Như vậy với x bằng 1 ta thế vào với phải thì ta có, với trái ta có được bao nhiêu? 1 cộng 1 là 2, lũy thừa 2n
bằng bao nhiêu? C2n chập 0, thế 1 vào đây không còn nữa. Chúng ta cộng cho C2n là chập 1. Thế 1 vào đây, x lũy thừa, bình phương, thế 1 vào không còn. Còn lại C2n là chập 2 ở đây. Rồi tương tự như vậy, thế x bằng 1 vào đây. Các em còn lại cộng cho C2n là chập 3. Vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta là gì nhỉ? Chỗ này. Thế x bằng 1 mất. Còn lại C2n là chập 2n là trừ 1. Và chỗ này được bao nhiêu nhỉ? C2n là chập 2n. Sau đó chúng ta tiếp tục cho x bằng trừ 1. Thế trừ 1 vào vế trái thì chúng ta được 1 trừ 1 hết. Vậy vế trái được là 0. Còn vế phải với x bằng trừ 1 thì chỗ này chúng ta vẫn tiếp tục được C2n là chập 0. X bằng trừ 1 thay vào đây được trừ đây, C2n là trừ 1, viết lại chỗ này. Rồi trừ 1 thế vào chỗ này, trừ 1 bình phương thì bằng 1. Như vậy vẫn mang dấu cộng ở đây. C2n là chập 2, viết lại. Trừ 1 lũy thừa 3, lũy thừa lẻ, dấu trừ vẫn còn. Như vậy ở đây được là trừ. C2n là chập 3, viết lại. Vân vân. Cho đến số cuối cùng, chúng ta thấy rằng 2n trừ 1 là số lẻ. Cho nên thế trừ 1 vào thì x trừ 1 lũy thừa lẻ thì nó vẫn là dấu trừ. Như vậy số cuối cùng chúng ta là trừ C2n là chập 2n là trừ 1, viết lại ở đây. Chúng ta tiếp tục thay giá trị x bằng trừ 1 vào chỗ này. Thế thì 2 lũy thừa n của chúng ta là số chẵn, cho nên trừ 1 lũy thừa chẵn thì nó bằng 1. Vậy chúng ta còn lại chỗ này là C2n chập 2n. Thế bây giờ chúng ta quan sát làm sao để còn lại trên của chúng ta là những số lẻ, đó là 1, 3, 2n trừ 1. Làm sao để giữ lại 1 đây, 3 và 2n trừ 1 đây. Thế thì bằng cách sau đây, các em lấy vế, trừ vế thì lập tức chúng ta đơn giản được cho những cái số chẵn ở phía trên ngay. Như vậy thì chúng ta có được cái gì ở đây? 2 lũy thừa n trừ cho 0 thì ta có được ở đây là 2 lũy thừa n. Vậy thì vế phải của chúng ta được bao nhiêu nào? Lấy vế, trừ vế, lấy vế, trừ vế. Như vậy thì ở đây chúng ta được là C2n chập 0 trừ C2n chập 0 là hết rồi. Rồi C2n chập 2 trừ cho C2n chập 2 cũng hết. Rồi một cách tương tự như vậy, chúng ta có C2n chập 2n đơn giản cho nhau hết. Lấy vế, trừ vế các em. Thế thì ở đây vế phải của chúng ta còn lại bao nhiêu? C2n chập 1 trừ với trừ này thành cộng C2n chập 1. Vậy được 2 lần C2n chập 1 chỗ này. Một cách tương tự, chúng ta lấy trên trừ dưới, chúng ta được 2 lần C2n chập 3. Lấy trên trừ dưới, ta được 2 lần C2n chập 2n trừ 1. Nghĩa là chúng ta thấy bằng 2 lần của cái vế trái của chúng ta trong cái đề bài. Mà vế trái của chúng ta thì chúng ta thấy nó giả thiết cho 2048, vừa rồi cái số 2048 chúng ta tách ra thành 2 lũy thừa 11. Như vậy thì 2 lũy thừa 11 nhân tiếp cho 2 nữa thì như vậy còn lại bao nhiêu ở đây nhỉ? 2 lũy thừa 11 thì nó ra được là 2 lũy thừa 12, 1 cộng cho 11 được 12. Thế thì 2n bằng 12, nghĩa là chúng ta có được đáp số là n bằng mấy? Bằng 6. Đấy, quan sát cái ví dụ 4 năm 2008. Thế thì qua cái ví dụ này chúng ta có cái kinh nghiệm như thế nào? Cái số ở trên, nếu chúng ta nhìn chúng ta thấy cách nhau một đơn vị. Ví dụ bài chúng ta đang xét đó là 1, 3, 5, 7, vân vân. Thì các em khai triển nhị thức 1 cộng x lũy thừa mang n hoặc là cái số nào đề bài cho, chẳng hạn như đây là 2n thì ta sẽ khai triển lũy thừa 2n. Sau đó chúng ta sẽ chọn hai giá trị đối nhau của x. Tiếp theo đó chúng ta lấy vế, trừ vế, hoặc các em lấy vế cộng vế để phù hợp với yêu cầu của bài toán. Bây giờ chúng ta tiếp tục một cái ví dụ nữa. Thầy cũng cho
cái số ở trên cách nhau bởi một đơn vị. Bây giờ xem tiếp ví dụ số 5 thầy cho sau đây. Thế bây giờ chúng ta coi nhé. Thầy đề nghị chúng ta đi tính S bằng C2N chập 0 cộng cho 3 bình phương C2N chập 2 cộng 3 lũy thừa 4 C2N chập 4 vân vân cho đến số cuối cùng 3 lũy thừa 2N C2N chập N. Các em quan sát thì chúng ta thấy số ở trên rõ ràng cách nhau một đơn vị 0 rồi đến 2 rồi đến 4. Cho nên chúng ta sẽ khai triển 1 cộng x lũy thừa mấy nào? 2n ở chỗ này thì ở đây phải là lũy thừa 2n. Và khai triển giống như vừa rồi, chúng ta được C2n chập 0, thầy khai triển nhanh thôi. Cộng cho C2n chập 1 thì trước là x. Cộng tiếp C2n chập 2 thì trước đó là x bình. Bây giờ nhớ tới C2n chập 4 mới dừng lại nhé. Thế thì ở đây chúng ta tiếp tục đến C2n chập 3 thì trước đó là x lũy thừa 3. Cộng tiếp C2n chập 4 thì trước đó là x mang lũy thừa 4. Tới C2n chập 4 phù hợp với đề bài rồi, chúng ta lại tiếp tục cộng cho chấm chấm. Cộng tiếp cho C2n chập 2n là số cuối cùng, nó phù hợp với chỗ này. Thì trước đó của chúng ta phải là x lũy thừa mang số trên, tức là x lũy thừa 2n. Vậy thì bây giờ chúng ta quan sát, chúng ta sẽ đi chọn hai giá trị đối nhau của x. Và nhìn vào đây thì chúng ta thấy cái hệ số của chúng ta là 3 này, bình phương này, rồi 3 lũy thừa 4 này, rồi 3 lũy thừa 2n này. Như vậy thì bây giờ chọn giá trị x phù hợp như thế nào? Có chọn giống như là cái ví dụ vừa rồi là x bằng 1, x bằng trừ 1 thế vào không? Không. Chúng ta quan sát. Vậy thì cái chỗ này là cái số hạng tổng quát của chúng ta, đó là x lũy thừa 2n. Ở đây là 3 lũy thừa 2n. Như vậy tốt nhất ta chọn x bằng mấy để chỗ này nó có chỗ này, đó là x bằng 3. Thấy không? À, như vậy thì ở đây ta chọn x bằng 3. Lại tiếp tục thế vào với trái, 1 cộng cho 3 là 4. Vậy được 4 lũy thừa 2n ở với trái chúng ta. Còn với phải thì bắt đầu thế nhé. Bằng bao nhiêu? C2n chập 0 viết lại. Cộng cho x lúc này thế bằng 3, tức là cộng cho 3 lần C2n chập 1. Cộng tiếp. Ở đây với x bằng 3, thế vào đây chúng ta được 3 bình phương C2n chập 2. Cộng tiếp. Chỗ này thế x bằng 3 vào thì 3 lũy thừa 3 C2n chập 3. Viết lại chỗ này. Cộng tiếp. Thế x bằng 3 vào đây được 3 lũy thừa 4 C2n chập 4. Viết lại ở đây. Vân vân. Cho đến chỗ cuối cùng của chúng ta. Thế x bằng 3 vào chỗ này các em được 3 lũy thừa 2n. Viết vào đây. Rồi C2n chập 2n. Viết lại. Cho số đối của x bằng 3, đó là x bằng trừ 3. Trừ 3 thay vào chỗ này các em này. Thì 1 trừ cho 3 được trừ 2. Trừ 2 lũy thừa 2n, mà 2n của chúng ta là số chẵn, cho nên cái dấu trừ của chúng ta nó không còn nữa. Thì lúc này ở đây chúng ta còn lại là 2 lũy thừa 2n thôi. Và ta thế x bằng trừ 3 vào đây thì ta có được bằng bao nhiêu? C2n chập 0. Trừ 3 thay vào đây được trừ cho 3 C2n chập 1. Rồi trừ 3 thay vào đây thì mang lũy thừa chẵn thì dấu trừ này không còn nữa. Thì ở đây chúng ta là được bao nhiêu? Cộng này, coi chừng chỗ này, dấu trừ 3 nè các em, bình phương thì đây nó thành dấu cộng ha. 3 bình phương C2n chập 2 viết lại. Rồi trừ 3 thay vào chỗ này, lũy thừa lẻ thì dấu trừ còn. Thế thì trừ cho 3 lũy thừa 3 C2n chập 3. Lũy thừa 4 chẵn, dấu trừ thế vào, mất dấu trừ, còn lại dấu cộng. 3 lũy thừa 4 C2n chập 4 viết lại. Vân vân. Cho đến số cuối cùng của chúng ta là 2n là số chẵn, cho nên x lũy thừa trừ 3 thế vào đây, lũy thừa chẵn thành dấu cộng. Đó. 3 lũy thừa 2n C2n chập 2. Vậy thì bây giờ chúng ta xem thử làm sao để giữ lại những số chẵn ở trên 0, 2, 4, 0,
2, 4. Đó. Bằng cách nào bây giờ? Thay vì lúc trước bài ví dụ 5, 4, thầy lấy vế, trừ vế. Thế bây giờ để giữ lại những số chẵn thì bây giờ thầy lại lấy vế, cộng vế. Lấy vế cộng vế lại với nhau thì vế trái được bao nhiêu nào? 4 lũy thừa 2N cộng cho 2 lũy thừa 2N lấy vế cộng vế. Thế thì ở đây đơn giản được cho chỗ này. Cộng lại thì 3C2N chập 1 trừ 3C2N chập 1 là đơn giản hết. Còn đơn giản được chỗ nào nữa? Chỗ này. Thấy không nào? Hai chỗ giống nhau cộng lại mất rồi nè. Còn đơn giản được chỗ nào nữa? Trước đó này nữa ha. Rồi như vậy thì cộng lại chúng ta được bao nhiêu? 2 lần C2N là chập 0 này. Cộng cho 2 lần 3 bình phương C2N là chập 3. Cộng cho 2 lần 3 lũy thừa 4 C2N chập 4. Cộng cho 2 lần 3 lũy thừa 2N C2N chập 2N. Nghĩa là bằng 2 lần cái vế trái của chúng ta. Mà vế trái của chúng ta nó là chữ S. Đây. Thấy không? À, như vậy ta chuyển S sang một cái thì ta tính được cái tổng thôi. Đó là S bằng bao nhiêu? 4 lũy thừa 2N cộng 2 lũy thừa 2N tất cả chia cho. Chuyển số 2 qua thì thành chia. Và đây là đáp số của bài toán của chúng ta đây. Ha? Rồi, bây giờ thì chúng ta thấy như thế này. Thầy có giới thiệu cho các em được 5 ví dụ rồi. 5 ví dụ này thầy giới thiệu được cho các em hai cái dạng toán. Cái dạng toán thứ nhất, chúng ta nhìn vào phía trên, cái trên mấy cái chữ C đó các em, cái số của nó đi liên tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vân vân. Thì chúng ta khai triển một cách bình thường, A cộng B, tức là khai triển 1 cộng X, hoặc là X cộng 1, hoặc 1 trừ X, hoặc là X trừ 1. Tất cả lũy thừa N, hoặc lũy thừa 2N, hoặc lũy thừa 2N trừ 1, tùy theo yêu cầu. Khai triển ra hết rồi, sau đó chúng ta đi chọn cái giá trị x thích hợp để thế vào sao cho ra được cái tổng của đề bài yêu cầu chúng ta tính. Đó là cái dạng số 1. Đấy. Rồi sau đó thầy lại tiếp tục giới thiệu cho các em cái dạng toán mà cái số ở trên nó không liên tục, nó cách nhau bởi một đơn vị. Ví dụ 1, 3, 5, 7. Thì khi đó chúng ta sẽ khai triển 1 cộng x mang cái lũy thừa của đề bài. Và các em sẽ chọn hai giá trị đối của x. Hai giá trị đối đó lựa chọn để phù hợp với đề bài. Thay hai giá trị đối vào với nhau, cho vào cái hệ thức của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm cái động tác là cộng vế với vế lại, hoặc vế trừ vế lại để cho nó ra được cái tổng của đề bài. Bây giờ thì thầy còn một cái ví dụ cuối cùng. Mà trước khi qua ví dụ cuối cùng thì thầy có một cái chú ý nho nhỏ về cái công thức của cái tổ hợp sau đây. Đó là chúng ta theo dõi, chúng ta có C N chập K thì bằng C N. Cái số ở dưới trên này nó sẽ là dưới trừ trên, tức là bằng N trừ cho K. Đó, quanh cái công thức của chúng ta nhớ ha. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta xem ví dụ số 6, ví dụ cuối cùng thầy trích ra từ cái đề thi năm 2006 của khối A. Tìm hệ số của x lũy thừa 26 trong khai triển 1 chia x lũy thừa 4 cộng x lũy thừa 7 tất cả lũy thừa N. Biết C2N cộng 1 chập 1 cộng C2N cộng 1 chập 2 vân vân. Thế thì ở đây chúng ta quan sát chỗ này. Số 1, 2 cho đến N là nó có một nửa dãy thôi. Như vậy ta sẽ khai triển sau đây. Mang lũy thừa 2N cộng 1 và khai triển ra chúng ta có được C2N chập 0 không khó. C2N cộng 1 và vân vân. Thầy nói nhanh một chút, không khó phải không nào? Và đến cái số yêu cầu của bài toán của chúng ta là C2N cộng 1 chập N thì ta viết ở đây. Sau đó ta lại lấn thêm một chỗ nữa, đó là C2N cộng 1 chập N cộng 1. Rồi cộng cho vân vân cho đến số cuối cùng của chúng ta là C2N cộng 1 chập 2N cộng 1. Và ở trên này ta thấy nó có 3 số thì ta lấn thêm một số nữa, là số trước đó là C2N cộng 1 chập 2N.
trước đó thêm một số nữa là C2N cộng 1 chập 2N trừ 1. Rồi chúng ta áp dụng công thức vừa rồi, cái lũy thừa này đã bằng số trên trừ số dưới tức là bằng N, chỗ này trên trừ dưới tức là bằng 2, 2N cộng 1 trừ 2N tức là bằng 1, rồi 2N cộng 1 trừ 2N cộng 1 tức là bằng 0. Mà ta biết rằng là C2N cộng 1 chập 0 nó bằng 1, C2N cộng 1 chập 0 cũng là 1. Như vậy tổng kết lại chúng ta thấy 1 cộng 1 này bằng mấy? Bằng 2. Rồi cộng cho cả cái chỗ này cộng lại với nhau thì có phải bằng 2 lần của cái đề bài cho, tức là 2 lũy thừa 20 trừ 11. Rút gọn lại ta có được 2 lũy thừa 21. Và từ đây thì cho ta được là 2N cộng 1 bằng 21, tức là N bằng 10. Có N bằng 10 ta thế vào đây, và việc đi tìm x lũy thừa 26 trong cái khai triển này thì nó lại trở về cái dạng số 1 của chúng ta, để chúng ta sẽ có được đáp số bài toán thôi. Thế thì cái bài học ngày hôm nay là thầy kết thúc cái phần nhị thức Newton. Đó là một cái phần mà ngay đầu giờ thầy nói khá quan trọng trong cái chuyện thi cử đại học. Nó nằm ở cái vị trí quan trọng trong cái thi cử đại học. Thì thầy mong rằng các em xem lại cái phần này, thầy trình bày cho được 5 dạng, thống kê, tổng kết lại kiến thức của chúng ta. Thế bây giờ thì hết giờ rồi. Thầy thân ái chào các em, gặp lại các em trong buổi học tiếp theo.